Nói đến huấn luyện viên Henrique Carrilho thì người ta nghĩ đến ngay một quý ngày vô kẽm, và ông thường rất nóng tính và sẵn sàng lao vào sân để ăn thua đủ cùng với các huấn luyện viên khác cũng như trọng tài. Bên cạnh đó không thể phủ nhận huấn luyện viên Carrilho là một huấn luyện viên tài năng. Những năm tháng tươi đẹp tại Gạch Đông Tâm Long An, ông đã giúp đội bóng này với lối chơi phòng ngự phản công rất đẹp mắt và chơi song phản tất cả các đối thủ, và giúp Gạch Đông Tâm Long An đã giành được hai danh hiệu V-League vào năm 2005-2006, vô địch cúp quốc gia năm 2005 cũng như đội siêu cúp Việt Nam năm 2006. Còn tại đấu trường AFC Champions League cúp C1 châu Á thì Gạch Đông Tâm Long An cũng chơi rất sông phẳng khi để lại những bàn thắng đẹp khi đối đầu với các đội bóng hàng đầu châu lục đến từ Australia, Hàn Quốc, Trung Quốc. Huấn luyện viên Carrilho tên đầy đủ là Henrique Manuel da Silva Carrilho, sinh ngày 16 tháng 10 năm 1953 tại Matosinhos, Bồ Đào Nha. Hôm nay ngày 16 tháng 10 là sinh nhật lần thứ 68 của ông. Chúng ta hãy xem lại những hình ảnh đầy kỷ niệm mà khi huấn luyện viên Henrique Carrilho dẫn dắt Gạch Đồng Tâm Long An cũng như đội tuyển Việt Nam tại Tiger Cup 2002. Ông dẫn dắt đội tuyển Việt Nam đoạt chức vô địch AFF Cup năm 2008. Đội tuyển U23 Việt Nam giành chức Á quân vào năm 2009. Sau khi không thành công cùng đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup năm 2010, thì huấn luyện viên Carrilho đã chia tay đội tuyển Việt Nam trong đầy tiếc nuối. Sau khi rời Việt Nam thì ông Carrilho đã dẫn dắt lần lượt Manthong United của Thái Lan, Pakot Ferreira của Bồ Đào Nha, câu lạc bộ Lipolo của Angola. Năm 2013-2014 thì ông trở lại Pakot Ferreira để tiếp tục nắm đội bóng này. Ông cũng có thời gian làm giám đốc kỹ thuật cho câu lạc bộ Đại Liên tại Trung Quốc. Ít ai biết rằng huấn luyện viên Carrilho từng là hậu vệ cánh phải. Ông chơi cho câu lạc bộ Lazio từ năm 1972 đến năm 1975. Sau đó là chơi cho câu lạc bộ Parfait giai đoạn từ năm 1978 đến 1979. Sau đó ông chuyển qua nghiệp huấn luyện. Năm 2012 cũng có tin đồn huấn luyện viên Carrilho trở lại Việt Nam sau khi huấn luyện viên Phan Thanh Hùng dẫn dắt đội tuyển Việt Nam không thành công. Nhưng điều đó đã không xảy ra. Ít năm sau đó thì huấn luyện viên Carrilho cũng có vài lần đến Việt Nam, nhưng vì những công việc ngoài chuyên môn. Hiện nay thì huấn luyện viên Carrilho đang nghỉ hưu tại quê nhà Bồ Đào Nha. Chúc ông luôn có nhiều sức khỏe và có nhiều niềm vui trong cuộc sống. Và một ngày nào đó, hy vọng huấn luyện viên Carrilho sẽ trở lại Việt Nam trong vòng tay yêu thương của người hâm mộ bóng đá Long An cũng như người hâm mộ bóng đá Việt Nam.